Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 26 tháng 9, tâm áp thấp nhiệt đới đã đi vào khu vực Quảng Trị Thừa Thiên Huế, suy giảm thành một vùng áp thấp, gây mưa, mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, trên diện rộng, trải khắp từ Bắc Bộ đến Nam Trung Bộ. Khu vực miền Tây Nam Bộ cũng có mưa diện rộng. Nhiều nơi như Hòa Bình, Tuyên Quang, Thái Nguyên và khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nước sông lên cao, nhất là sông Danh ở Quảng Bình, cơ quan khí tượng Thủy văn đã cảnh báo nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở. Dự báo từ nay đến ngày 28 tháng 9, trên các sông ở Nghệ An đến Hà Tĩnh cũng có khả năng xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên tại thượng lưu các sông từ 2 đến 4 mét, tại hạ lưu là 1,53 m. Từ ngày 28 đến ngày 29 tháng 9, mưa do hoàn lưu áp thấp nhiệt đới cơ bản giảm. Song, trời vẫn còn âm u, nhiều mây, nên nhiều nơi có thể không xuất hiện ánh trăng rằm Trung thu 2023, hoặc bầu trời đêm không quang tỏ như thường lệ.